Với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, AIA là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường và là tập đoàn bảo hiểm lớn nhất sàn chứng khoán Hồng Kông tính đến cuối năm 2022. Tập đoàn hoạt động tại 18 thị trường và 100% tập trung vào châu Á, và cũng là tập đoàn duy nhất đứng đầu về số lượng MDRT trên phạm vi toàn thế giới trong 8 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 và 2022. Tập đoàn có tổng tài sản trị giá 303 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phục vụ khách hàng của hơn 41 triệu hợp đồng bảo hiểm cá nhân, hơn 17 triệu hợp đồng bảo hiểm nhóm với tổng số tiền bảo hiểm hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Tại AIA, chúng tôi đang thực hiện một lời hứa. Lời hứa đó là trung tâm của mọi điều mà chúng tôi làm và các quyết định chúng tôi đã đưa ra. Đó là giúp cho mọi người có cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Với sáng kiến AIA One Billion, AIA lấy con người là trọng tâm, cam kết giúp 1 tỷ người trên toàn châu Á hành động cho cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Thành lập vào năm 2000, hơn 20 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực không ngừng góp phần tạo nên những thay đổi tích cực giúp người dân Việt Nam được bảo vệ tốt nhất về mặt tài chính và hướng đến cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. AIA Việt Nam đã thiết lập được hơn 200 văn phòng trên toàn quốc, phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng. Tổng tài sản đạt 54.109 tỷ đồng tính đến cuối năm 2022. Chi trả hơn 13.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm nghìn trường hợp. Thiết lập hợp tác với một số ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Quan hệ độc quyền với Tiki. Chuyển mình từ vai trò nhà chi trả thành người đồng hành. Dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân, song hành y tế. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp chương trình sống khỏe AIA Vitality nhằm mang lại kết quả tốt hơn về tài chính và sức khỏe tới khách hàng với mục tiêu thể lực dẻo dai, trí lực thanh thông, tài lực vững chắc. AIA Vitality là một chương trình sống khỏe được khoa học chứng minh nhằm giúp khách hàng hiểu rõ về sức khỏe, cải thiện sức khỏe và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Luôn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ kỹ thuật số và đổi mới trong hoạt động. iClaim, thanh toán quyền lợi và bảo hiểm trực tuyến. Ứng dụng AIA Plus, hỗ trợ và phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Luôn đồng hành cùng cộng đồng với hơn 100 hoạt động hướng về cộng đồng mỗi năm. Trao tặng gần 23.000 xe đạp, hơn 700 hợp đồng bảo hiểm miễn phí cho trẻ em nghèo. Các hoạt động hướng tới phát triển bền vững ESG. AIA Việt Nam là công ty đầu tiên và cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam 5 năm liên tiếp được tôn vinh doanh nghiệp có môi trường làm việc ý tưởng, huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và rất nhiều giải thưởng cao quý khác. AIA tự hào đồng hành và giúp nhiều người Việt cùng nội lực để hướng tới cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.